Hello và chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Tico đây. Và ngày hôm nay cùng nhau chơi 400 years, 400 năm. Các bạn sẽ tự hỏi tại sao mình lại có những cái chấm đỏ đỏ trên mặt là mụn đó. Các bạn cứ cười mình đi. Rồi một ngày nào đó các bạn lớn bằng mình thì các bạn sẽ cảm nhận được nỗi đau này thôi. Được thôi, đừng có chọc những cái mụn của mình. Mình đã quá tự ti rồi. Game này thường thích loại puzzle skill giải đố hả? Nhưng mà tôi là người không thông minh mà sao tôi chơi được? Anh ấy tỉnh dậy, cảm nhận được thứ gì đó. Một thứ gì đó đang đi tới. What? Là sao? Ủa sao không ai nói cho mình biết là mình là cục đá? Lời đã cô đơn đến nỗi không chỉ con tim mà cả cơ thể anh ấy đã hóa thành đá. Má buồn quá à, hôm nay là ngày lễ mà mình không đeo chết chân á. Để dừng được cái calamity, anh ấy chỉ có thể... Từ đợi bố mày google calamity là cái gì coi. Oh, nó là thiên tai hả? Là sao dừng thiên tai để cứu người dân đây? Chúng ta phải cứu người dân miền Trung. 4.000 năm ấy mà là 400 năm. Điên vào tuổi gì? 400 năm nhiều hơn 2 triệu năm nha. Các bạn biết làm toán không hả? I'm sorry, what? Mình đơn giản là một cục đá. Đi vòng vòng thôi. Đôi lúc, để vượt qua những trở ngại, anh ấy chỉ có thể đợi thôi. Giữ nút space để đợi. What? Vậy là... Một năm đã trôi qua rồi hả? Mình còn 399 năm. Oh no, oh, ngu rồi các bạn. Chúng ta phải đợi cho nước đông cứng rồi mình mới qua được. Mình thật là stupid quá đi. Đấy, thấy không? Mình đã bỏ ra 2 năm chỉ để đi vượt qua một cái tảng băng thôi. Mình thấy rất là hợp lý các bạn, rất là xứng đáng. Bộ mình đợi 10 năm nay chưa có thì nó chi cái miếng băng 2 năm là có đâu có gì to tát đúng không? Đôi lúc để vượt qua chứng ngại vật, anh ấy phải leo một cái cây. Ủa, nó bắt leo á? Mình là sinh vật gì vậy trời? Ê ê, đừng nói là phải đợi cho cây nó lớn nha. Come on. 8 năm rồi, mình đợi 8 năm để đợi cái cây nó lớn. Cái này còn khó hơn trồng rau nữa các bạn. Chưa lớn á. Đấy, mình đợi 11 năm để cho cái cây nó lớn, nó có thể leo qua. Người đâu mà rảnh rỗi kia luôn á. Đôi lúc những cái cây đã được đặt ở sai chỗ. Ý cô là sao? What? Đáng lẽ cái cây phải đặt ở đây chứ. Đùa mình hả? Đây hạt giống nè, đúng không? Sau đó lượm hạt giống coi. Đó. Nhìn nó như hồng bi, nhìn khó chịu vậy. Là cây hạnh nhân đúng không? Mình thấy hạnh nhân lắm các bạn. Mà cái đó dành cho nhà giàu thôi, mình không có cửa để ăn. 300-400 ngàn ký ai mà mua. Là cái cây xuống, đợi. Mình sẽ đứng đợi để cái cây nó đâm đít mình, nó đâm thẳng lên trên luôn. Có phải là mình đặt cái cây lộn chỗ không chứ sao mà leo được. Lớn lên nào, cây ơi, anh chờ. Đủ rồi hả? Mày đùa bố mày à. Nó phải đợi thêm vài chục năm nữa. Lại chứ. Giờ qua không được nữa đi. Qua không được ở đây. Bố mày là epic gamer, bố mày có thể leo cái... No! Theo cái động lực học của vật lý ha, là mình có thể nhảy qua lúc này nè. Cái đầu phong! Mình võ lý mà, sao kỳ vậy ta? Làm ơn cây ạ, à, lớn đi. Nó đạt giới hạn rồi. Mà cái này phải cái cây nữa, nhìn nó như cái trụ điện á. Cái gì vậy? Cho tao quá! Mình đang bị cái cây bắt nạt. Mình tưởng cây là những sinh vật hiền lành chứ. Có lẽ chúng ta phải đi ngược lại rồi. Đúng là mệt mỏi ghê luôn á. Tốn thời gian của tôi. Tốn 5 phút tôi không nói gì đâu mà tốn tới gần 50 năm. À, mình cứ bước qua bên trái rồi mình làm cái gì thế này? Mình nghĩ cuộc sống của một hòn đá là thú vị như vậy các bạn ạ. Nó không cho mình bước qua. Ơi, come on, vậy là mình phải đi ngược lại á, nó không cho. No. Game này nó cái nhạc rất là chill các bạn, nó rất là giải trí, nhưng còn cái game á cái mình không hiểu. Nó muốn mình làm cái gì đây? Cây à, chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Và mày vẫn không có lông như xưa. Lớn tiếp nữa coi. Đó, qua được rồi. Lượm mấy hạt nè, đó, bố mày trồng một lần nữa. Mày là cái cây thất bại. Cái gì?
Ô, khoan đã, vậy là mình cứ trồng cái cây hơi xa đúng không? Đó tại mình, đổ phải không? Mình xin lỗi nha cái game. Game này hay lắm các bạn, là tại mình ngu thôi. Rồi. Và sau đó anh ấy thấy mọi người, những dân làng đang đói bụng. Anh ấy phải làm gì đây? Anh ấy phải kiếm đồ ăn cho bọn họ, hay là anh ấy phải giết bọn họ để bọn họ không phải đói nữa? Một giải pháp 10 trên 10, nhưng mà nó không có tính nhân văn. Mình là một tảng đá rất là tốt. Các bạn đừng cô đơn quá nha. Cô đơn thì các bạn thoi đá giống mình đó. Đôi lúc phải vượt qua những ngờ vật, anh ấy cần sự giúp đỡ. Nhưng mà ý của mình là mình phải làm gì để cho bọn kia nó giúp đỡ mình đây? Không lẽ mình phải cho bọn nó ăn hay là mình đỡ bọn nó chết đói? Cái lũ con người khốn nạn làm tốn thời gian của người đá quá. Đây chính là lý do tại sao mà trên đó không còn người đá nữa. Tại vì người đá đã quá chán ngán sự ngu ngốc của con người rồi. Vẫn còn đói. Bố mày đợi mày 3-3 năm để tụi mày hết đói đó. Tao không chết, mà nó cứ đói vậy thôi à. Tụi mày đói thì tụi mày làm cái sao đây? Tao không biết là... Tao không biết làm cái gì cả. Tao là người đá thôi mà. Và mình... có cái đường lên nè. Để coi dưới này có đồ ăn hay cá cho bọn nó không. Đây là ở đâu? Mày đùa tao á. Đi về chỗ cũ mà. Trời ạ, người ta bảo không ai đập đầu vô một mảnh đất 2 lần cả. Mình đã làm điều đó 2 lần rồi. Đây nó có cái mã là game giải đố mà đúng không? Chúng ta phải dùng não của mình. Lúa. Epic. Bây giờ đợi cho băng nó đóng lại rồi mình lên ha. Mình lười đi bơi lắm các bạn. Mình dậy á các bạn sao? Các bạn muốn sao? Mình tốn 1 năm để đi qua này thôi á. Có lẽ nhà bọn kia chết đó hết trơn rồi. Nhưng mà sao? Các bạn muốn cái gì? Mình là tốt lắm rồi. Người đang đói gì? Chứ cho mọi người ăn. Lại đây mấy nhóc. Có vẻ như chúng ta phải trồng cây rồi. Ơi, trồng cây nào. Come on. Nó phải cho cái nút này trồng. Nó. Qua được hả? Đâu làm được cái gì đâu. Mình cũng không thể trồng cây bọn nó luôn. Mình không cho đồ ăn cho tụi được. Nè ăn đi, lúa nè. Tụi mày chơi lúa hả? Tụi mày có người châu Á không? Đậu phộng xanh củ cái nhà tụi mày luôn. Tao tức tội ỉa luôn á. Mình lấy cái lúa rồi đó, mình lấy 2-3 lần rồi đó. Mình đã 70 tuổi rồi mà tụi nó không chịu ăn. Một lũ khốn nạn, một lũ người vô ơn. Lúa mà còn chê nữa thôi mày đi bóc đất mày ăn đi. Mẹ. Không đẹp như Ngọc Trinh thì đừng có hồng. Hello mấy cơn. Anh ấy chỉ làm rồi đây với một công thức trồng lúa cực kỳ mới. Mấy cơn mà không nhận nữa thì anh đập đầu mấy cơn luôn. Đó, trồng cây nè, đúng không? Đó. Lớn lên nào. Ủa hình như là người ta xây nhà mới đúng không? Nên mình thấy cái nhà trời. Cái lúa nè. Tụi mày có biết ăn không? Ủa sao kỳ ta? Mình chỉ dừng lại ở cái mùa thu thôi mà. Có phải game này nó càng ngày nó càng khó kiểm soát không? Giống như kiểu thời gian trôi qua là không thể lấy lại được á. Ôi, tụi nó nhanh nâng cấp nhà nè. Tụi nó đã ấm no rồi. Nhưng mà nó vẫn còn đói. Nè lúa nè, vô ăn đi, lũ ngu. Ui bà lúa luôn, không nào biết đi gặt ăn hết trơn á. Chơi tụi này đúng là phí thời gian luôn. Có phải mày cần nước đúng không? Tụi mày cút ra để anh lấy nước cho. Đúng là người để người đá gánh tem hết trơn á. Lợi dụng sức lao động. Bây giờ là mình sẽ lấy cái nước nè, mình sẽ ướt khắp người mình á, mình tưới cho nó. Mà chuyện không gì khó khăn cả. Nếu như bạn thông minh như mình. Cái cây nó gãy rồi. Oh no. Mày cứ nghĩ là tổ tiên chúng ta lại ngu đến gì được. Làm sao mà họ không thể cắt cây lúa và ăn được. Tôi bực mà tôi không đứng được luôn á. Cái gì vậy nè mày? Có cái cầu. Trời ạ, có cái cầu. Là người tiến hóa rồi. Mình tưởng tụi nó ngu đi luôn á. Đúng là lúc nào cũng phải để tôi gánh tem cả. Tụi mày no rồi, đúng không? Đó, bên này có làng nữa nè. Tụi mày chặt cái cây để xây nhà đúng không? Lũ khốn nạn. Ủa, xây cầu quá nè. Tuyệt vời, cảm ơn anh bạn. Very nice, thank you. Mấy anh tốt bụng lắm luôn á. Mà dù mấy anh làm em tốn thời gian vừa lờ. Không phải cho mình leo các bạn ơi. Không lẽ mình xuống đây? Hay là mình phải đợi nước đóng băng rồi cho mình có cái hối này đúng không? Oh no, mày kẹt rồi. Ok, đủ rồi. Xuống nào.
ta xuống tận cùng trái đất để xem như này có gì vui không. Mình đoán nó chỉ có lava rồi thôi. Một con đường bí mật. Cho mình chơi mấy đó mình sẽ xây con đường bí mật giống vậy nè. Nhìn nó quá hiện đại, mình thích nó. Một cái hang. Cái quần gì đây? Cái này cứ như là hang sơn đồng vậy đó. Không, thật ra giống động phong nhai hơn. Mình xin lỗi nhưng mấy cây này nó dài ra. Đây là giống như mấy cái tảng CACY đá vôi á. Đủ rồi. Mọi người đi thôi. Các bạn tới mình không biết chơi hả? Mình giỏi luôn á. Mình là người thông minh nhất. Mình có biết brain. Cái gì thế này? Giống cái lưới đánh cá vậy. Đúng là lưới đánh cá luôn. Thằng nào? Thằng xe cái thuyền này. Nó đẹp đấy, nhưng mà bây giờ nó là của tao. Ok, đậu phộng. Giờ phải đợi nước cho đóng băng lên thì mình mới qua được. Chứ mình không biết cách để lá thuyền. Mọi người đã có quần áo mặc đàng hoàng rồi kìa. Lúc hồi nãy thấy tụi nó còn ở chuồng cua lòng thòng rồi mà. Mình ghé thăm làng chút thôi mà. Mấy cưng làm gì ghê vậy? Mấy cưng như thấy người đá bao giờ hả? Ghé thăm làng chút thôi mà. Đúng là không thân thiện gì hết trơn á. Đừng bảo bố mày phải trồng cây nữa nha. Mẹ trồng cây hoài à. Các bạn hãy như người đá, hãy trồng cây. Vì một xã hội tốt đẹp hơn. Có lẽ như mình phải lượm mấy cái hạt ở đây. Thiệt kìa. Có mấy cái cục chó nè. Mình sẽ lượm nó. Những hạt đó. Khoan đã, những cái hạt nó đã biến thành bụi rồi, sao tôi trồng? Ở đây thì tụi nó không thể khô được. Cái gì? Tại sao cái này nó lại khô? Cái mình là tụi nó ở dưới nước mà sao tụi nó khô? Hôm nay tụi đỡ tụi nó xây cầu hả trời? Đúng là mệt mỏi lắm luôn á. Vậy là mình phải lấy cái hạt này vào trong mùa thu thì nó không có khô được. Khi vào mùa hè nó nóng nó khô. Cái gì nữa? Được rồi, chúng ta không được chuyển mùa. Chuyển mùa thì nó sẽ khô. Mặc dù nợ dưới nước. Game khốn nạn. Con thuyền. Anh là đây nấu hàng. Anh là đây nấu hàng con thuyền. Chúng ta vẫn còn 216 năm để sống. Nó không quá nhiều nhưng mà nó vẫn đủ để mình có thể tận hưởng cuộc sống này. Anh ấy đã đến gần với cuộc kết thúc hành trình rồi. Sao mình nghe tiếng gì đó? Nghe như radio á. Hôm nay nghe đâu thế nè, sao nhạc nó buồn quá vậy? Núi lửa. What? Kỳ vậy ta. Mình tưởng nó sẽ phun trào gì đó. Mà không có gì cả. Ở khoan đã, nếu như núi lửa phun trào thì người dân sẽ chết thì sao? Mình phải làm cái gì, mọi người? Mình cứ leo xuống, trời ơi, mình ngu ghê luôn á. Mình cứ thể leo xuống mà, tự nhiên mình phí 10 năm ở trên này làm cái gì á. Mỗi cái cây này càng nóng lên kìa. Oh no. Bấm nút E để chặn lava lại. Người đá. Bấm nút Space để đợi. Người đá. Mùa đông năm 2013. Máy bay trên trời rồi. Khoan, nhưng mà người đá đã đợi bao nhiêu năm để có thể đến được đây? Kết thúc. Vậy là người đá đã hy sinh bản thân mình để cứu dân làng. Mình đã tự hỏi sẽ ra sao nếu như người đá không cứu dân làng nhỉ? Thì ra là vậy. Ở đầu game nó có bảo là một thảm họa đang tới. Đây phải là cái tiếng của mấy cái hồ lại vai không ta? Mình chưa đến bao giờ nên mình chưa biết. Nhưng mà thay vì lần này mình đi cứu người ta thì mình sẽ đưa bom này thử xem. Nó có một con đường để qua. Và mình đã tranh thủ lượm được một cái hạt chestnut rồi. Mình sẽ đặt nó xuống. Rồi cho lớn lên nè. Khi mà hết 400 năm á thì thời gian kết thúc. Và mình sẽ banh xác cùng với thế giới này luôn.
Có vẻ như cái này sẽ giống như cái thảm họa tiền sử đó các bạn. Ô, một cái mộ. Nếu mà có nó thì chúng ta sẽ không có ngày hôm nay dạng dạng như vậy. Cái bên mộ nằm dưới đây là một người du hành chuyên đi qua những thế giới khác nhau. Không ai biết tên của anh ấy cả. Mong là linh hồn tò mò của anh ấy sẽ tìm được đường về nhà, giống như cậu đã tìm được nơi an nghỉ của anh ấy. Bây giờ mình sẽ thử đợi 400 năm thử xem. Hơi lâu quá. Tại lần này mình chơi hay quá hiểu không? Nên là nó không tốn nhiều thời gian. Còn 60 giây nữa thế giới này sẽ kết thúc. Ý mình là 60 năm. Sao cũng được. Nói chung thế giới này sắp tàn rồi đấy. Bạn nhanh tay bấm nút like, subscribe bây giờ đi trước khi quá muộn. Một năm quý nhất. Và nó lửa phun trào. Quá trễ. Thế giới này đã tan thành mây khói. Vâng, và đó chính là Forest Years 400 năm. Mình thấy game này nó có gì đó rất là huyền bí. Có gì đó rất là... nó có thông điệp gì đó mà mình không thể giải mã được. Ví dụ như là cái mộ nè, một người du hành qua thế giới là sao nhỉ? Và cho anh ấy tìm được đường về nhà. Hay nó đơn giản là một cái mộ của một thằng nào đó thôi. Nhưng mà mình thấy con người nó chưa có cầu để đi qua mà làm sao mà nó có thể đến đây được. Mà để chung mà chết nữa, thấy hơi kỳ kỳ. Các bạn nghĩ sao về game này? Đừng quên lại một like, một share và comment đi cho mình biết. Và hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Mình là CQ, bây giờ thôi.